Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer nhé. Thì hôm nay là một video theo yêu cầu, một số bạn yêu cầu là mình hướng dẫn anh em chơi Calamity. Thì mình sẽ hướng dẫn một cách cơ bản nhất cho anh em dễ chơi cũng như là dễ hình dung ha. Thì anh em nào mà đang coi Remir, đang coi công chiếu đến đây thì anh em cho mình xin một like giùm cái, ủng hộ tinh thần cái. Lười like lên mình cũng ít ra video lắm anh em ạ. Like nhiều thì cái cảm giác làm video sướng. Đó. Vậy thôi. Rồi, trước tiên vào mod Calamity thì anh em nên có một phiên bản game từ Radeon 1.4 trở lên. Sau đó anh em mua game trên Steam ấy thì nó sẽ có thể cài được team mod loader. Còn nếu như anh em cài game lậu thì hên xui. Miễn sao là phiên bản 1.4.3.6 này nè là được ha. Rồi mình sẽ bấm vào multiplayer. Thôi nhưng mà trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn em những cái mod cơ bản. Khi mà anh em chơi Calamity thì anh em cần phải có những mod khác để hỗ trợ, nó giống như Minecraft vậy đó. Để chơi mod thì mình có mod hỗ trợ. Thì hôm nay mình giới thiệu anh em cái bộ mod mà anh em cần có khi mà anh em chơi cái Calamity nhé. Ok, thì mình sẽ nói từng mod một. Ví dụ như cái mod Chessix này. Chessix này thì mình có cũng được, không có cũng được. Và chủ yếu là để anh em copy khi mà anh em tạo đường, xây đường, đồ các kiểu tiết kiệm thời gian thôi. Chứ mục đích là nếu anh em mà lấy nó để hack đồ thì hơi hơi OP quá. Hoặc là anh em xóa đồ đất lắc thôi. Khi mà chơi livestream chơi co-op thì nó cũng khá là hay khi mà anh em sợ nó bị lắc á, cũng được, xài cũng được. Tiếp theo, mod đó là mod lever. Thì cái mod lever á, thì nó sẽ hỗ trợ anh em chơi RPG, có nghĩa là khi anh em chơi thì farm đồ hay gì đó thì nó lên lever. Anh em chơi sẽ vui hơn, chơi với bạn bè thì nó có cái để làm. Farm đồ hay gì lên lever á thì nó vui hơn nữa. Mới là cái mod lever 1.4 này á, 1.1.14 này thì nó OP, nó không quá OP nữa, nó fix lại rồi. Nó nghĩa là anh em không quá mạnh như ngày xưa nữa. Chỉ là cày tăng tí sức mạnh sơ xương thôi. Rồi. Cái mod quan trọng nhất của cái này đó chính là Resize Browser V096. Thì cái này nó giống như là cái dây ở bên cái Minecraft ấy, rút item ít gì đó. Import input gì đó, nói chung là đây là cái phần cái mod mà dùng để anh em dùng từ một cái món đồ, anh em có thể tra được cái công thức chế được từ đó. Hiểu chưa? Mục đích chính của cái này chính là như vậy và bắt buộc anh em phải có, tại vì nếu anh em không có thì anh em chơi rất là cực khổ. Vậy thôi, tùy anh em. Tiếp theo, Archemic MLBC Lite này thì có không được, có không được. Nó khá là OP mà anh em muốn chơi vui thì có thêm cũng được. Nó sẽ bán thuốc cũng như là bán những cái vật liệu khác cho anh em đỡ mất thời gian. Boss rớt thì thay vì farm nhiều thì anh em có thể mua lại được trong đây, khá là hay. Ha, mod này mình cũng khuyến khích anh em chơi. Không vấn đề gì cả, miễn chơi vui là được. Tiếp theo, một cái boss vô cùng quan trọng đó chính là boss Jellic. Thì tại vì chơi game Calamity là game mod á, nên là nó cần phải có biết mình boss gì ở đời nào, dễ hack mod hay gì đó để mình biết được. Sau đó thì anh em có thể biết mình phải làm gì ha, hoặc là mục tiêu của mình là làm gì, giết hết boss đó, ví dụ vậy. Ok chưa? Tiếp theo là mod Calamity thì anh em biết rồi ha. Calamity thì có hai phiên bản, một là có tiếng 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 có nhạc hay là không có nhạc. Ở đây thì mình sẽ không xài nhạc tại vì mình làm video hoặc là làm YouTube thì nó sẽ dính dễ dính bản quyền lắm. Rồi tiếp theo thì anh em có thể tạo một cái hotlay, tạo một cái nhân vật mới. Thì cái nhân vật này hồi nãy là mình quay bị lỗi nên là mình xóa đi. Mình sẽ tạo một cái nhân vật mới. Classic nhá. DTN Calamity. Ok. Tạo. Sau đó anh em chọn cái nhân vật đó tạo vào cái map. Hồi nãy thì mình có một cái map Calamity mình tạo sẵn rồi, thì nên có thể tạo chế độ medium hoặc là large hay là small điểm được, tùy vào mục đích của anh em. Nếu mình đông người chơi thì dùng cái chế độ gọi là large để có nhiều tài nguyên, còn nếu như chơi vui thì dùng small hoặc là dùng medium. Rồi chế độ thì chế độ Lasix hoặc là chế độ Expert hay Master là tùy thuộc vào anh em. Ví dụ như anh em đã phá đảo cái game Vanilla ở Master rồi ấy, thì anh em nên sử dụng tầm Expert cho lên. Với lại là chơi nhiều người ấy thì nó sẽ rớt cái túi đồ, mỗi mỗi người chơi rớt một túi đồ nó sẽ ngon hơn. Đó là sự lựa chọn của anh em, tùy anh em. Còn mình làm video thì mình sẽ đi chơi về chế độ Lasix thôi. Nó cũng không khác biệt mấy anh em nhé, tại vì chơi một mình thì đồ nó sẽ rớt đủ như vậy thôi, nó không khác biệt mấy mà nó còn dễ chơi hơn tí nữa. Chơi trải nghiệm trước tính sau. Rồi, thì sau khi mà chúng ta vào cái map thì chúng ta sẽ thấy nó như thế này ha. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách cái setup cái mod nhé. Đầu tiên là anh em chỉnh mod này, lúc mà anh em cài mod anh chưa chưa biết á thì anh em xem này. Mình sẽ bấm vào setting control,
sau đó anh em kéo xuống dưới thì anh em thấy ở đây là danh sách những cái mod em có này, ví dụ như là budget list nè, budget list nè, anh em thấy không, thì anh em có thể bấm vào đây, anh em bấm chữ O. Còn ví dụ như anh em cái từ 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 mình bị cái con này nó đánh nhé. Rồi tiếp theo là anh em vào cái gọi là cái mod mà mình nói nãy anh em á, cái mod quan trọng nhất á, chế tạo đồ ha, SKV to đó anh em nhé, SKV to anh em cần thì vẫn có thể ok nhé, dùng để vì anh em farm chó lẹ đó. Đây resize top resize browser đây, thì anh em có thể bấm ở đây, anh em bấm một cái nữa, anh em bấm chữ B đó để có thể hiển thị những cái công thức chế tạo. Bây giờ mình sẽ đi farm một ít gỗ như mọi khi thôi. Đây mình sẽ đi farm gỗ rồi mình sẽ test cái mod kia cho anh em xem nhé. Ví dụ như là anh em bấm chữ B rồi, anh em sẽ bấm lên như thế này, và khi anh em muốn ráp một cái món đồ gì đó thì nháy thế mà bọn nó nháy thế nhỉ, anh em chỉ cần đơn giản bỏ nó vào đây, anh em bỏ nó vào đây thôi nè, thì nó sẽ hiển thị những cái đồ liên quan đến cái công thức của cái món đồ đó. Ví dụ như quả này, hạch này thì chế được thuốc nè, tô bát game tôn các kiểu nè đó, ok chưa. Thì mục đích của cái này là như vậy, nó trang như cái mod dây của bên Minecraft vậy đó. Rồi tiếp theo thì anh em sẽ đi farm gỗ thôi, farm gỗ, farm slime. Đó, gỗ farm slime thì xong thì mình cũng nhớ farm tạo một cái ngôi nhà, xây một ngôi nhà. Nhà thì cho nên thích xây kiểu nào thì anh em xây. Mình đã có một cái video hướng dẫn xây nhà rồi, anh em có thể xem bên góc phải á, mình sẽ hướng dẫn anh em xây nhà bên đó. Farm thôi, 8.000 kẹp ngân như bình thường. Tập này thì chắc là mình sẽ hướng dẫn anh em về cái kiểu là chơi cơ bản trước, và hướng dẫn anh em cài mod cũng như là một số cái này kia. Còn hồi nãy mình anh em có nhớ là mình cài cái chữ O không? Mình cài cái chữ O cho cái bot checklist không? Thì anh em coi này, bấm chữ O nè, thì anh em thấy là nó đã hiển thị ở đây những con bot ở từng đời. Đây cái mod này nó cũng mới thay đổi nha, đó rất là nhiều bot, nhìn cũng hơi khó chịu. Event này, event này, những event nào anh em chưa đánh này, hay là mini bot nè, skeleton nè đó, ok không. Cái này thì nó mới update thì mình cũng không biết nói sao anh em, nhìn nó hơi xấu nhé. Ngày xưa thì mình nhìn là mình biết là nó nằm ở đâu là hmod, bây giờ mình chỉ biết là từ đây thì đây đến wordpress là hmod, còn redmod, còn từ chỗ bên này lên đây nó đến moonlot, đó là bot moonlot, nghĩa là bot ở trước moonlot, và sau moonlot thì nó gọi là hậu moonlot ha. Đó thì đơn giản vậy thôi, còn về sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi tiếp nhé. Trước mắt để xem anh em ủng hộ nhiệt tình về cái này không đã, hy vọng là anh em ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục mình làm. Còn cái việc chuẩn bị cho cái mod này cũng quan trọng lắm á, anh em mà bỏ qua cái clip này thì chắc là vài bữa anh em chơi cũng dễ ngợp. Rồi vậy nha, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Video này chỉ có thế thôi, nếu anh em không tập 2 thì anh em comment phía dưới với lại like mạnh mẽ cho mình nha. Bye anh em.